ơn mọi người. Hôm nay mình quay clip để cho mọi người xem cây mai xanh thái nhà mình nhé. Đây là cây này đã trồng được 2 tháng rồi. Đây là cây chiếc cành nha. Và nó cũng đã cao gần 2 mét rồi. Mình cuốn lại, mình để trong chậu, nhưng mà nó vẫn phát triển tốt. Đây, đang bò rất là cao. Cái này mình muốn nó tốt, mau tốt là mình cho nó ăn nhiều phân, cái loại phân mà hữu cơ. Và một nửa tháng mình xịt ba cái phân bón lá một lần cho nó mau bò, mau phát triển. Rất là đẹp. Còn đây là cây tử đằng, mình trồng nó cũng gần 1 năm rồi, mà từ lúc trồng giờ nó có ra được có một bông một à. Leo rất là nhanh leo. Chắc tại không khí ở miền Nam này nóng quá cho nên nó không có hoa như ở miền Bắc. Chứ mình thấy mỗi cái một cái mắt lá là một cái nụ hoa, nhưng mà ở đây mỗi một lá khi mà nó ra là nó toàn là nó ra chồi không à. Mình cũng có nhiều lần xịt ba cái thuốc kích hoa nhưng mà cũng không có hiệu quả. Đây mình có bầu 1-2 bầu đây. Cây giống nó thì cũng khá là mắc. Mình mua lúc cái cuộn đó nó cũng nhỏ thôi, mà tới 250 ngàn một cuộn. Bây giờ lúc đó nó có 1 dây mà. Bây giờ nó lên 4 dây thì mình mới là 1 dây nhỏ nữa. Cái này mà nó chỗ hoa cái liền cực đẹp luôn. Rất là nhiều nhưng mà không ra hoa nổi. Chắc tại không khí nắng quá. Vài bữa nó cho cây mai xanh thái này nó quấn theo cây hoa tử đằng luôn. Có hai cái nó chọn cái nhìn đã mắt quá. Cây phát triển rất là tốt luôn. Lá xanh đậm, nhám cực kỳ. Chỉ là trồng trong chậu nhỏ thôi nha các bạn. Trồng trong chậu 10, C10 mà cây nó phát triển vẫn tốt. Cái này mà để xuống đất là dữ lắm. Mình có bán cây giống loại bầu nhỏ, mới bầu ra bầu là 70 ngàn một bầu nha các bạn. Còn cây lớn này là 150. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi.